Thưa quý vị, với mô hình trồng, sản xuất, chế biến nấm đông trùng hạ thảo, sử dụng công nghệ nuôi cấy vi sinh, kết hợp với trang thiết bị máy móc hiện đại, chị Nguyễn Thị Hồng là một trong 9 nữ nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021. Đông trùng hạ thảo tự nhiên được tìm thấy rất nhiều trên các cao nguyên ở Tây Tạng Trung Quốc với độ cao là 4.000 mét, cùng với mức giá rất đắt. Bởi thế, nhiều nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu nhân giống và nuôi trồng loại dược liệu quý hiếm này. Với mong muốn, ai cũng có thể sử dụng loại dược liệu quý này. Từ một cô gái tốt nghiệp khoa công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, chị Nguyễn Thị Hồng đã dày công tìm tòi, nghiên cứu. Trải qua 6 năm miệt mài nghiên cứu với sự tư vấn hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia khoa học, lần lượt các dự án của chị đều thu được kết quả cao. Thời gian đầu, khi chị mới bắt tay vào việc nuôi đông trùng đã gặp nhiều khó khăn, từ việc nuôi trồng đến đầu ra cho sản phẩm. Sau nhiều lần thất bại, phải bán đất, bán nhà, vay mượn tiền và nhiều lần sang Trung Quốc để mua giống về nghiên cứu, chị Hồng đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong việc điều chỉnh các thông số nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm phù hợp. Công trình nuôi trồng đông trùng hạ thảo sản xuất tại Việt Nam của chị Hồng đã thành công và được các chuyên gia đánh giá cao về hàm lượng dược lý. Chúng tôi ở đây có 115 chủng giống, tất cả mỗi một cái chủng giống thì nó lại có một cái đặc tính riêng. Chẳng hạn như là cái giống thì có hàm lượng corticepin cao này, có những cái giống thì có hàm lượng adenosine cao, có cái giống thì có cả hai cái cao nhưng cái hàm lượng polysaccharide lại không cao. Chủng giống bản địa thì có hàm lượng corticepin khoảng 10 mg/1 g. Cái này giống này thì cái độ thoái hóa rất là chậm và nó ít thoái hóa hơn. Nếu mà chúng ta giống nhập khẩu thì chúng ta thoái hóa rất là nhanh. Đời giống đó là giống lai rồi. Chúng tôi cũng có giống lai, là chúng tôi lai giống Việt Nam với các cái giống khác để có một cái giống vừa tính trạng là hàm lượng cao này, vừa nó khỏe. Với những cái thành phần của đông trùng hạ thảo đấy trong các cái sản phẩm, ví dụ như trong sản phẩm như là viên nang đông trùng hạ thảo hay là viên bổ phế Banica thì phải nói rằng chất lượng rất là tốt. Hiện chị Hồng có 2 nhà xưởng rộng 1 hecta và khoảng 5.000 m² với khoảng hơn 100 lao động sản xuất. Tại xưởng sản xuất ở huyện Thanh Oai, Hà Nội đang có hơn 48 phòng nuôi ủ nấm, mỗi ngày có thể sản xuất được 4.000 đến 5.000 hộp. Trung bình mỗi tháng xuất ra thị trường khoảng 90 đến 100.000 phôi nấm và 200 kg nấm dược liệu khô. Tôi biết đến đông trùng hạ thảo này từ trên truyền hình và tôi cũng bắt đầu đi tìm hiểu và cũng có những cái dùng thử đấy về cái Thiên Phúc này. Qua cái tìm hiểu và tôi sử dụng đông trùng hạ thảo Thiên Phúc ấy, thì tôi thấy khi sử dụng thì vừa mình sử dụng và cho một số người nhà sử dụng thì thấy cảm nhận là nó nâng cao cái thể trạng và tăng đề kháng rất tốt, nhất là trong mùa dịch vừa rồi hiệu quả rõ lắm. Sản phẩm đông trùng hạ thảo của dược thảo Thiên Phúc được bình chọn là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015 do Trung ương Hội Nông dân tổ chức. Đồng thời, 2 năm liên tiếp được bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng ưa thích năm 2021 và 2022.